Bảy bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về loài sâu. Kinh hãi trước loài sâu kịch độc nhất trên thế giới gây tử vong chỉ sau một lần chạm. Bí ẩn vòng đời của sâu bướm có điều gì bất ngờ? Và đâu là loài sâu kinh dị nhất mà bạn không tin là chúng tồn tại đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Ở đây có bạn nào sợ sâu hay không thì comment điểm danh ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn thân mến, nhắc đến loài sâu là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những loài vật nhỏ bé đã xấu xí lại còn được cái ăn tàn phá hại, nên luôn nằm trong danh sách những loài vật đáng sợ đáng ghét, nhất là đối với phái nữ. Và không chỉ có vậy mà bên cạnh đó còn vô vàn những điều thú vị, ly kỳ và không kém phần rợn người về loài sâu mà chúng ta còn chưa biết hết. Vậy thì đó là những bí ẩn như thế nào đây? Hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về bí ẩn vòng đời của sâu bướm. Các bạn thân mến, phải công nhận là những con bướm bướm với đôi cánh mỏng manh, rực rỡ sắc màu, luôn dập dờn trong những vườn hoa để hút mật, vô cùng là đáng yêu và lãng mạn. Tuy nhiên, có một sự thật là trước khi lột xác thành dáng dấp xinh đẹp, yêu kiều thì loài bướm cũng từng là những con sâu xấu xí, đáng ghét nhỏ bé, chuyên ăn tàn phá hại, ít người nhòm ngó, thậm chí nhìn là chỉ muốn xử tử luôn. Cụ thể thì vòng đời của loài bướm bắt đầu từ trứng của chúng, sau từ 3 đến 8 ngày, trứng sẽ nở thành ấu trùng hay còn gọi là sâu bướm, và trong vài tuần tiếp theo, sâu bướm sẽ không ngừng ăn và ăn, thậm chí bữa ăn đầu tiên của chúng chính là vỏ trứng do chứa nhiều dưỡng chất cần thiết để sâu bướm phát triển, sau đó là ăn đến lá cây và cây ký chủ. Và cũng chính từ giai đoạn này, sâu bướm sẽ ăn tàn phá hại rất kinh khủng, gây ảnh hưởng không nhỏ cho nông sản của người nông dân. Và chỉ đến khi sâu bướm bước vào giai đoạn lột xác nhiều lần để bắt đầu hóa nhộng thì chúng mới ngừng ăn hại thôi. Một khi sâu bướm đã sẵn sàng hóa nhộng, nó sẽ đi lang thang trên cây ký chủ để tìm một nơi an toàn và gửi thân. Một khi đã tìm thấy một địa điểm phù hợp, sâu bướm sẽ tạo ra một lớp da đặc biệt, dày và khỏe mạnh, chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm quan trọng và mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Tại đây, con nhộng sẽ không ăn, không thể di chuyển, một cái chạm nhẹ nhàng từ ngón tay có thể làm chúng rơi xuống đất. Và 3, 2, 1... Một chú bướm trưởng thành đã dần lộ diện sau lớp vỏ bọc kia. Chỉ cần ít ngày nữa thôi là chúng có thể bay lượn cùng với dáng dấp như những con bướm thực thụ. Đặc biệt, bướm trưởng thành sẽ không còn phá phách như sâu bướm, chúng thụ phấn cho hoa và cây trồng. Có thể nói, khi còn là sâu thì chúng hại hoa màu, nhưng mà khi trưởng thành, chúng lại chuộc lỗi bằng cách giúp cho hoa thụ phấn muôn nơi và lại được người ta yêu mến ca ngợi. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu như đã từng mắc sai lầm trong quá khứ thì đừng chớ vội bi quan. Quan trọng là phải biết nhận lỗi, sửa đổi chính mình để trở thành một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn thì tương lai tươi đẹp sẽ luôn chờ đón bạn ở phía trước. Và ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu một skill săn mồi cực kỳ khủng khiếp đến từ loài sâu các bạn nha. Thứ hai, những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất trong thế giới loài sâu. Các bạn thân mến, dưới đại dương sâu thẳm, ẩn mình trong làn cát hiền hòa là một sát thủ săn mồi được đánh giá là đáng sợ và khó chịu bậc nhất. Đó chính là Bobbis, loài sâu biển tử thần, gây ám ảnh tột cùng cho bao loài sinh vật. Với chiều dài xương xương cũng khoảng 3 mét, cùng với bộ lông không có gì ngoài chất độc, nó có thể làm tê liệt thần kinh vĩnh viễn cho những ai vô tình chạm vào nó. Thậm chí, nó còn sở hữu một chiếc miệng kinh khủng khiếp hoảng hốt, cùng kỹ năng săn mồi mai phục, luôn mở mồm để chào đón những con mồi xấu số bơi qua và răng xé mãnh liệt cho dù con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần. Đúng là dã man con ngan luôn. Tiếp đó là một loài sâu bắt mồi nhanh như chớp, đó chính là loài sâu bướm Carnivorous. Bằng cách nào đó thì loài sâu bản địa tại Hawaii của Mỹ đã tiến hóa trở thành loài động vật ăn thịt chứ không như là các loài sâu thường chỉ ăn thực vật mà thôi. Loài sâu này không chỉ biết ngụy trang tài tình mà còn biết phản công bất ngờ, khiến cho đối tượng như là ruồi hay ong trở thành món mồi ngon chỉ trong tích tắc. Chúng dùng chân trước sắc nhọn chọc vào cơ thể con mồi, cuộn chặt lấy con mồi cho đến khi nạn nhân chết. Và khi đó thì sâu bướm sẽ đường hoàng thưởng thức con mồi. Đúng là ghê gớm thật sự các bạn ạ. Thật là khó tin khi mà trên trái đất lại tồn tại loài sâu lợi hại đến như thế. Tuy nhiên, bàn về độ độc và nguy hiểm, thậm chí có khả năng giết người thì không thể bỏ qua những gương mặt đáng sợ ngay sau đây. Thứ ba, những loài sâu nguy hiểm và đáng sợ nhất. Các bạn thân mến, những con sâu bướm khoác lên mình bộ lông sặc sỡ đủ màu sắc, nhưng nó cũng mang trong mình những chiếc gai độc có thể gây viêm da, phát ban, đau đớn và chảy máu tới chết, nổi bần bật với một số cái tên sát thủ kinh hoàng sau đây. Đầu tiên, đó chính là loài sâu Shadowback. Nhìn thì trông cưng xỉu thế thôi, chứ thực sự chúng là nỗi ám ảnh cho con người vì nọc độc từ những chiếc gai trên cơ thể có thể dẫn tới triệu chứng buồn nôn, phát ban nặng và mất tới vài ngày mới khỏi được. Chúng thường sinh sống trong các bụi rậm và cây cọ. Ghê gớm không kém thì có loài sâu Push là sát thủ độc nhất nước Mỹ với ngoại hình đầy lông lá. Chúng tấn công bằng cách nhổ axit vào đối thủ
hoặc phát nọc độc từ đám lông lá đầy trên cơ thể. Nếu tới vùng có loài sâu này thì nhớ tránh xa các loài cây họ cam quýt và cây sồi da các bạn nha. Hãi hùng hơn cả thì chính là chiếc sâu gióm Lonomia. Chúng chứa trong mình một loại độc tố chết người. Nếu không may chạm phải những chiếc gai trên mình của loài sâu gióm này, con người có thể bị chảy máu trong gan, suy gan và bị một chứng bệnh mà y học gọi là huyết tan. Nọc độc của loài sâu gióm Lonomia là một trong những chất độc gây chết người nhanh nhất từng được ghi nhận và phát hiện trên thế giới. Bệnh nhân có thể tử vong chỉ 6 giây sau khi trúng độc, nhanh hơn cả rắn độc luôn. Và cái tên tiếp theo thì chính là loài sâu bướm Hickory. Ngay khi tiếp xúc với da người, chúng sẽ gây ra cảm giác ngứa và đau đớn đến phát cháy. Ngứa và phát ban có thể kéo dài đến vài ngày và bạn sẽ vô cùng khốn khổ luôn. Xương xương nhiêu đó thôi các bạn cũng có thể thấy rằng đúng là đã xấu lại còn ác phải không các bạn? Thậm chí là chúng còn kỳ dị đến mức nhìn cứ ngỡ là sinh vật ngoài hành tinh luôn. Thứ tư, há hốc mồm trước những loài sâu kỳ dị nhất. Mở đầu cho danh sách lần này chắc chắn không thể bỏ qua loài sâu bướm mặt mèo Pushmos. Với khuôn mặt vừa lạ vừa độc đáo, hề hước lại còn được kết độc. Nhất là mỗi khi bị ai đó động chạm vào, loài sâu này sẽ gương cái bộ mặt xấu xí của mình ra để đe dọa. Khuyến mại thêm combo acid formic từ hai cái sừng trên lưng để tiêu diệt kẻ thù nữa đấy. Ghê chưa, ghê chưa. Hay như là loài bố mẹ sinh ra làm sâu bướm nhưng mà lớn lên lại thích làm rắn nên hình hài mới kỳ lạ, thân sâu đầu rắn như thế này đây. Đặc biệt trông cái loài này mỏng manh dễ vỡ thế thôi chứ khối loài chim tưởng nó là rắn xanh dữ tợn mà chạy té khói luôn. Cute lạc lối nhất thì phải kể đến loài sâu Papilio cholus, trông vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn cùng thân hình có chút mập mạp ú nu. Nhiều người cho rằng chú sâu này y hệt như nhân vật hoạt hình có tên là Caterpie trong Pokemon nữa đấy. Công nhận là giống thật luôn. Nhưng mà độc lạ hơn thì chính là một chiếc sâu trông như một cục thạch di động Jewel đến từ Ecuador. Chúng là ấu trùng của các loài bướm đêm Deseridae, được mệnh danh là viên ngọc quý trong thế giới côn trùng với vẻ ngoài nhiều chiếc gai và màu sắc đa dạng. Nhưng mà sau khi lột xác thì chúng trở thành một chú bướm màu cam rực rỡ. Ngoài ra, nếu ai là fan của Hello Kitty thì chắc chắn là phải ngỡ ngàng trước loài sâu bướm Bush Brown với hình thù rất chi là ngộ nghĩnh cùng khuôn mặt cosplay Hello Kitty cực ngầu. Rồi thì còn có cả em sâu Uraba Lucian có hẳn 5 cái đầu xếp chồng lên nhau thì đúng là nhìn ai cũng muốn chạy mất dép. Lý do nhiều đầu như vậy là bởi trong quá trình lột xác, vì nguyên nhân nào đó mà Uraba Lucian vẫn giữ nguyên cái đầu cũ, xếp chồng lên cái mới bắt đầu từ lần lột xác thứ tư và kích thước cứ lớn hơn cái đầu giữ lại trong lần lột xác trước. Và hoảng hốt nhất thì phải kể đến quỷ sừng Mại Châu, khiến cho ai nhìn vào cũng phải khóc thét khi đối mặt. Chúng có thể dài tới 15cm và là một trong những loài sâu bướm lớn nhất trên thế giới. Loài sâu này rất nhiều sừng với nhiều màu sắc khác nhau. Hình thù thì ghê sợ đấy, nhưng mà thật may là chúng vô hại. Và rực rỡ tiếp đó thì cũng có em sâu bướm hoa hồng Stinging Rose và thêm vô vàn những loài sâu quái dị khác mà nhìn ai cũng phải sởn tóc gáy luôn. Và các bạn còn biết thêm loài sâu nào nữa thì hãy comment chia sẻ tiếp với mình nha. Tiếp theo là một loài sâu cực kỳ hot hit, lúc nào cũng cháy hàng luôn. Thứ 5, tại sao sâu biển hải sâm lại luôn bị săn lùng đến như thế? Cho mình hỏi ở đây đã ai từng được thưởng thức món ăn làm từ hải sâm hay chưa thì review xương xương cho mọi người cùng biết nha. Được biết, sâu biển hải sâm được gọi theo tên dân dã là sâm biển, dưa biển, là một loài động vật không xương sống với thân hình khá xấu xí, không có chi cũng không có mắt. Tuy vậy, loài vật lạ đời này lại trở thành đặc sản ở châu Á trong nhiều thế kỷ và chuyên xuất hiện trên bàn tiệc của tầng lớp thượng lưu, nơi hải sâm sẽ đi liền với bào ngư. Ngoài ra, chúng còn được săn bắt, làm sạch, sau đó sấy khô rồi đóng trong bao bì sang trọng dùng làm quà biếu. Vậy tại sao chúng lại hot đến như thế? Theo tìm hiểu thì trong y học cổ truyền, hải sâm được coi là vị thuốc bổ thận tráng dương, rồi còn có thêm các tác dụng điều trị vấn đề về xương khớp trong nhiều thế kỷ qua. Và theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học thì chiết xuất từ hải sâm còn để điều trị một số bệnh ung thư hay là giảm cục máu đông. Chính bởi vậy mà khiến cho nhu cầu tăng mạnh nên ở các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nhu cầu đối với hải sâm cao như một cơn sốt. Trong đó thì giá thành cho hải sâm Nhật Bản đắt đỏ nhất với mức giá lên tới 80 triệu đồng trên 1kg. Với giá bán đó, thực khách thưởng thức đĩa hải sâm trong các nhà hàng sang trọng cũng phải chi tới khoảng 4 triệu đồng một đĩa. Nhưng bởi chính cơn sốt sử dụng hải sâm làm thần dược tráng dương đang đe dọa hệ sinh thái ven biển dọc bán đảo Yucatan của Mexico khi các ngư dân đổ xô đi săn tìm, đẩy sinh vật này tới nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Chưa kể, việc khai thác loài này cũng không phải là dễ, chỉ cần một chút bất cẩn, ngư dân có thể bị nọc độc của loài sâu này làm bị thương hay thậm chí là mất mạng. Rất mong rằng là các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp tích cực hơn trong việc kiểm soát việc săn bắt loài sinh vật này để bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta.
Và ngoài món hải sâm vạn người mê này thì đâu đó còn có rất nhiều những món ăn đặc sản từ sâu cũng đầy ám ảnh hơn nữa đấy. Thứ 6, ám ảnh những món ăn từ sâu. Các bạn thân mến, bên cạnh món hải sâm nổi tiếng thì đến Việt Nam ta, du khách quốc tế còn té ngửa khi mà có rất nhiều vùng người ta đã chế biến sâu thành những món ăn ngon lành bổ dưỡng đến khó tin. Điển hình như món sâu măng đặc sản Mường Lát Thanh Hóa, món sâu muồng đặc sản phổ biến ở Tây Nguyên, rồi thì sâu gióm xào lăn, sâu chít ngâm rượu hay là sâu khoai xanh lè lè rợn tóc. Và phổ biến nhất chính là món sâu quốc dân đuông dừa, một loài sâu sống trong thân cây dừa màu trắng sữa, béo núc, thường được ăn sống cùng với nước chấm đặc trưng. Thực sự, chả biết là ngon ngọt béo bổ thế nào, chứ nhìn cái vẻ ngoài nhung nhúc thế này thì đúng là cho tiền mình cũng chả dám ăn đâu. Có bạn nào đây ăn rồi thì hãy comment chia sẻ cảm nhận cho mình biết nha. Cuối cùng là những thảm họa vô cùng khủng khiếp do lũ sâu gieo rắc khiến con người mất ăn mất ngủ luôn. Thứ 7, những thảm họa tàn phá nặng nề từ sâu. Các bạn thân mến, ai cũng biết, sâu tàn phá cây cối rau màu, một vài con thì diệt dần chắc cũng hết. Chứ cả lo cả ổ sâu thế này thì đúng là thôi, chúng mày chén hết đi. Và chẳng nói đâu xa, ngay Việt Nam mình tại tỉnh Bình Dương, một thời từng bị đàn sâu khổng lồ bủa vây, tấn công hàng cây xanh bên đường Mỹ Đức Tân Vạn, Bình Dương. Hàng chục cây xanh trên đường, cây nào cũng nhung nhúc có sâu đeo bám. Trên mình có nhiều lông và gai, trung bình mỗi con sâu dài 3 cm. Nhiều cây xanh còn bị sâu ăn trụi lá, có nguy cơ chết khô. Sau đó thì đàn sâu khổng lồ trên đã bị lực lượng chức năng phun thuốc tiêu diệt. Nhìn mà ám ảnh, đang đi nó rơi tõm vào đầu thì có mà khóc thét. Kinh hoàng không kém thì có thảm họa sâu keo mùa thu. Kể từ khi xuất hiện ở 46 tỉnh thành của nước ta, chúng đã khiến cho hàng chục ngàn hecta cây ngô bị cắn phá trầm trọng với tốc độ gây hại chưa từng có. Đặc điểm nguy hiểm nhất của loài sâu keo mùa thu này là tốc độ sinh sản rất nhanh chóng. Vòng đời của một con sâu có thể đẻ tới 10 ổ trứng và mỗi ổ có tới 200 quả. Sâu có khả năng phá hoại từ lúc con non cho đến lúc trưởng thành. Ăn suốt ngày suốt đêm nên xuất hiện đến đâu thì vùng trồng ngô bị ăn tan hoang đến đấy. Quá là đen đủi và tội nghiệp cho những người nông dân nghèo, trồng trọt đã khổ, gặp phải bọn này thì đúng là cái gốc cũng chẳng còn luôn. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ, rùng rợn, đáng sợ liên quan đến loài sâu. Bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ nhất? Thì đừng quên comment, bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.